Anh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Rất vui mừng chào đón các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Điện tử Anh Phương. Các bác hoan hỉ nhấn nút đăng ký kênh và hãy cùng bật chuông lên để cập nhật những video, những sản phẩm âm thanh Mỹ bãi cao cấp đang có và sắp về với Trung tâm Điện tử Anh Phương. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì anh Phương sẽ đánh thức các bác và đánh thức những giác quan yêu âm nhạc của tất cả các bác trên toàn quốc bằng một cái lô sản phẩm phải nói rằng là độc nhất vô nhị hiện nay. Một lô sản phẩm phải nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, dành cho tất cả những anh em nào thực sự đam mê âm thanh. Các bác đang có một bộ cấu hình karaoke hay, đúng không ạ? Nhưng mà chưa đẹp, đúng không ạ? Thêm sản phẩm này vào, đẹp luôn. Chưa đẳng cấp, đúng không ạ? Thêm con này vào, tự khắc đẳng cấp luôn. Và chưa bao giờ các bác được trải nghiệm là crowd nó đánh như thế nào, thì ngày hôm nay các bác được chiêm ngưỡng về những con crowd gọi là mã hết bài của dòng đẩy công suất của Mỹ. Đó là Crown 5002VZ. Để mà nói là gì? Các bác đang có những đôi loa Mỹ mà sử dụng những cục đẩy thông thường thì cũng là tốt rồi. Nhưng nếu các bác mà trải nghiệm sang những cục đẩy Crown thì các bác mới cảm nhận được là những dòng loa Mỹ, đặc biệt là JBL, EV, Sevin Vega hoặc là những dòng loa mang thương hiệu của Mỹ chẳng hạn, thì khi đánh với crowd thì khai thác cực kỳ tốt. Em phân tích đơn giản như này. Một đôi loa của bác đang có 10 cái ưu điểm, đúng không? 10 cái ưu điểm. Vậy thì nếu như các bác sử dụng những cục đẩy thông thường, những cục đẩy Trung Quốc, cục đẩy bãi, thì những cục đẩy đấy nó chỉ có khả năng khai thác được khoảng 3 đến 5 cái đặc điểm nổi trội của loa đó thôi. Tức là lúc đó là 5 cái ưu điểm kia của loa là không khai thác được. Như vậy là đôi loa đó cũng ở cái mức 5 phần chứ không phải loa 10 phần. Thế còn khi các bác chơi với cục đẩy crowd thì con crowd này nó sẽ khai thác được 10 trên 10 luôn các bác. Tất cả những ưu điểm gì ở trên loa nó đều khai thác được hết. Nó đều làm cho nó nổi bật lên được hết. Vậy thì khi đó các bác mới thấy rằng là giá trị của crowd chỗ nào. Thì giá trị crowd chính là nó đưa ra một cái hệ thống âm thanh chuyên nghiệp, đầy đủ các giải. Và quan trọng nhất là tiếng của nó cực kỳ sạch. Giải nào ra giải đấy, trong veo luôn, không bao giờ có tạp âm. Đấy. Cho nên là nếu nói về karaoke thì đẩy crowd vẫn là một trong những mẫu đẩy phải nói rằng nó đã có tên tuổi, có thương hiệu, có vị trí đứng và có trong những cái giấc mơ của những bác yêu âm thanh. Đúng không? Và ngày hôm nay thì nói như vậy để các bác hiểu về chất của crowd. Em về được tất cả là 6 con crowd 5002VZ. Tất cả đẹp, đứt tay luôn các bác. Tất cả đẹp đứt tay luôn. Hàng còn zin cả mút xốp của Tây luôn các bác nhé. Cái mút này là thông thường ấy. Báo cáo các bác là nếu sử dụng lâu dài 2-3 năm là nó sẽ bị bẩn, nó bụi mục. Đấy. Thì phải thay bằng cái mút bên ngoài. Thực ra nó không ảnh hưởng gì về cái chất lượng sản phẩm. Nhưng khi mà nó còn như thế này, nó cũng là một cái dấu hiệu và một cái tiếng nói để các bác biết rằng là con đẩy này nó chỉ dùng nước rất là ít, cho nên là cái này nó còn nguyên vẹn. Đấy, đây chính là cái đánh dấu về cái thời gian sử dụng của nó. 6 con này thì cả 6 con còn nguyên mút xốp Tây. Đấy. Và đẹp long lanh luôn các bạn. Nguyên bản 100%. Đấy. Những phòng VIP người ta mới sử dụng đến những dòng này các bạn. Các cái quay sách này thì được đóng về đằng sau để tránh hiện tượng là cong quặp khi vận chuyển. Dây nguồn của nó đây các bác này. Dây nguồn này. Hệ thống này đều được chạy điện 100. Bản này là đều là cái bản nội địa của Mỹ luôn các bác. Đấy, chạy điện 100. Máy thì đẹp như mới. Chắc các bác cũng chưa bao giờ, nhiều bác là chắc chưa bao giờ nhìn thấy con crowd nó còn mới thế này. Đường ra của nó đây. Đường vào hỗ trợ bằng jack 6.5 và hỗ trợ bằng jack canon. Đẹp long lanh nha các bác nhé. Máy đây. Tất cả mọi thứ zin nhá, zin như mới luôn. Nó chỉ rơi thùng xốp thôi. Mà cái đống này nó cũng nhiều tiền đó các bác. Em ôm về cũng phải bỏ ra một cái số tiền khá lớn để ship vận chuyển từ eBay về.
Úi giời ơi. Úi giời ơi. Phê nòi. Linh kiện của thằng Crown nó như này cơ mà. Các bác nhìn nó xếp hàng này cơ mà. Nếu mà bây giờ mà như anh đẩy Trung Quốc hoặc anh đẩy Việt Nam, mà các anh cái thiết kế mà với cái linh kiện IC cũng như trở kháng rồi tụ như thế này, nếu mà không có một cái quy tắc đặt thì chắc chắn rằng là nó rối tinh rối mù lên luôn. Nhưng mà đây các bác thấy là trở đặt thẳng hàng luôn, IC siếc đặt đẹp luôn. Đấy, ngay cái đầu óc của Tây người ta đặt cái con IC nó thẳng hàng đẹp như này các bạn. Số lượng IC thì gọi là quá nhiều, chạy tất cả là 32 sò vương miện của Mỹ, hai quạt gió Crown 5200. Theo như đánh giá và kinh nghiệm làm việc của anh Phương thì đây là một cái mẫu đẩy cho công suất lớn nhất hiện nay. Nó có thể đánh được phun đôi súp kép thoải mái. Đánh bát 40 nó phải đánh được khoảng độ 2 đến 3 cặp. Súp kép nó đánh hai quả súp kép thoải mái. Và con này thì công suất thì chắc là trong gia đình chúng ta không khai thác hết được, chơi thoải mái luôn. Một cái điều nữa mà em thấy rằng con này là gì? Là một trong những cái modem mà cho cái tiếng bát mềm mại và sâu nhất trong tất cả các mẫu đẩy Crown. Về độ sạch, độ mềm mại thì con này nó là vô đối luôn. Đấy, chơi con này thì nó là size 3U, trông rất sang. Đấy, các bác nhìn này. Tất cả mọi thứ nét như kiểu mới xưa. Mới thế này cơ mà. Đấy. Trời. Phê nòi. Sai ba u con này nếu mà đặt dàn máy đấy. Một cái dàn máy đẹp thì cái con đẩy công suất ấy nó phải dày. Nó dày thì đứng là nó đứng ở dưới cùng, ở cái dưới cùng, cho nên là khi đặt các con vang, con nâng, con mic lên trên này nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đấy. Một con đẩy này hiện nay đang có giá khoảng độ trên 35 triệu, gần 40 triệu. Con bình bình dân bây giờ thì nó rơi vào tầm khoảng độ 32 đến 35. Những con đẹp như này bác nào mà đầu tư thì chắc loanh quanh tầm một trên 35 triệu một xíu. Nó khoảng 36, 37 triệu gì đó. Đấy, có 6 con nha. Đấy, sản phẩm này không dành cho những bác yếu tim. Yếu tim mà xin vợ một phát mấy chục triệu là vợ quái chết. Cho nên là sản phẩm này dành cho những bác nào thực sự đam mê và có khả năng đầu tư. Giá hiện tại con này, giá tại cửa hàng sẽ là 36 triệu. Các bác công khai luôn giá đi. Và ship thì các bác tự lo. Bác nào đến tận nơi mà bốc được con nào thì bốc. 36 triệu một con. Bán rẻ cho nhanh lên đường. Số máy của em là 0971998555. Bác nào đầu tư con nào alo cho em nhé. Xong 6 con này thì chiều nay đã đóng đi một con rồi. Cho một cậu em cũng rất đam mê âm thanh ở mãi trong Bình Dương chỗ em Chiến ấy. Đấy. 36 triệu. Ok chưa? Số máy của em là 0971998555. Bác nào nhận thì nhận nhanh nhé. Có 6 con thì chỉ có 6 bác được sử dụng thôi. Trong đó bây giờ đã còn chỉ có 5 thôi. Em cứ đến ngược cho các bác luôn. Còn lâu các bác mới mơ để mua được những con đẩy công suất mà nó còn nguyên mút xốp như này các bạn. Chắc còn lâu. Các bác tìm mỏi mắt, tìm đỏ mắt cũng không thấy những con đẩy nó đẹp thế này đâu. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin tạm biệt và chào tạm biệt ạ.